Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Công nghiệp quốc phòng Việt Nam liên tiếp pháo, xe tăng, tên lửa ra lò, tinh hoa trí tuệ. Chúng ta có thể tự hào với hàng loạt vũ khí made in Việt Nam mang nhiều tính năng ưu việt, không hề thua kém các sản phẩm nhập khẩu từ những quốc gia tiên tiến. Năm 2021 đánh dấu 10 năm thực hiện nghị quyết 06, nghị quyết trung ương của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng. Cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế của đất nước, công nghiệp quốc phòng Việt Nam cũng đã có những bước tiến dài, đóng góp đáng kể vào công cuộc củng cố sức mạnh phòng thủ và góp phần hiện đại hóa quân đội. Từ chỗ chỉ sửa chữa và đại tu được vũ khí, khí tài của nước ngoài, nay công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã tiến lên làm chủ công nghệ, kỹ thuật để chế tạo, sản xuất những loại vũ khí, khí tài hiện đại made in Việt Nam với chất lượng cao, tiệm cận với trình độ thế giới. Trước đây chúng ta thường chỉ nghe đến thuật ngữ made in Việt Nam, nhưng nay một thuật ngữ mới hoàn toàn đã xuất hiện, đó là Make in Việt Nam. Hai thuật ngữ này có gì khác nhau? Made in Việt Nam có nội hàm chỉ nơi xuất xứ, tỷ lệ nội địa hóa của hàng hóa Việt Nam, còn Make in Việt Nam là bước phát triển cao hơn của Made in Việt Nam. Trong khi Made in Việt Nam không quan tâm tới công nghệ được nhập khẩu từ đâu, việc sản xuất và lắp ráp hay nghiên cứu chế tạo, miễn các giá trị đó sản sinh tại Việt Nam càng nhiều càng tốt. Ngược lại với Make in Việt Nam, đòi hỏi phải có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ lắp ráp, gia công sang sáng tạo, thiết kế một cách chủ động, để từ đó cho ra đời các sản phẩm mang đậm dấu ấn trí tuệ Việt Nam, nhờ các doanh nghiệp sáng tạo nhiều hơn, thiết kế nhiều hơn, mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với việc chỉ đơn thuần là gia công lắp ráp. Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, không phải chờ đến năm 2020, Make in Việt Nam mới chính thức được triển khai, mà trên thực tế, từ nhiều năm trước, định hướng đã trở thành một xu thế, một mục tiêu chung của toàn ngành. Nhờ vậy, chúng ta đã cho ra lò nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại trên cơ sở khát khao cháy bỏng, bàn tay và khối óc của nhiều thế hệ chuyên gia tâm huyết. Có thể tự hào với hàng loạt sản phẩm mới Make in Việt Nam như súng tiểu liên, trung liên, súng chống tăng, pháo cối mang nhiều tính năng ưu việt, radar RV02, VRS-2DM, VRS-M2D, VRS-CSX, các tàu pháo TT-400TP, tàu cảnh sát biển đa năng cỡ lớn. Dấu ấn Make in Việt Nam cũng xuất hiện trong nhiều phương án cải tiến vũ khí, như việc đưa vào các loại pháo xe kéo 85, 105 và 130mm lên khung gầm xe vận tải, biến chúng thành pháo tự hành, nâng cấp xe tăng T-54B hay cải tiến pháo cao xạ 23mm, 37mm, 57mm và tên lửa phòng không tầm thấp để thích ứng với điều kiện chiến tranh hiện đại, phi đối xứng. Câu hỏi đặt ra là tại sao người ta từ rất sớm, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã hướng đến sản xuất, chế tạo các loại vũ khí Make in Việt Nam. Như đã phân tích ở trên, nhiều điểm khác biệt của vũ khí Make in Việt Nam chính là ở sự kết tinh của trí tuệ Việt trong sản phẩm. Đó không chỉ là sự sao chép máy móc, các thiết kế vũ khí nước ngoài để nội địa hóa trong nước, mà còn đi kèm sự cải tiến, tối ưu hóa cho thích ứng với chiến tranh hiện đại, phù hợp với cách đánh, nghệ thuật quân sự của Việt Nam. Có thể kể ra lợi ích cơ bản của việc tự chủ chế tạo, cải tiến vũ khí, khí tài Make in Việt Nam. Thứ nhất, tự chủ được trang bị vũ khí, khí tài phù hợp với cách đánh, nghệ thuật quân sự Việt Nam. Việc có một ngành công nghiệp quốc phòng lớn, mạnh giúp cho Việt Nam tự chủ được trang bị vũ khí, không phụ thuộc vào nước ngoài. Trong khi đó, các cường quốc có công nghiệp quốc phòng lớn mạnh có thể sản xuất ra các vũ khí, khí tài hiện đại với học thuyết chiến tranh, đường lối quân sự và tổ chức biên chế rất khác nên phù hợp với nước này nhưng chưa chắc đã phát huy hiệu quả ở nước khác. Thứ hai, xuất khẩu vũ khí Make in Việt Nam tiện trăm bề. Bản thân việc tự sản xuất, chế tạo được vũ khí hiện đại ở trong nước đã giúp tiết kiệm rất nhiều ngoại tệ cho việc xuất khẩu. Xa hơn nữa, Việt Nam có thể nghĩ đến việc xuất khẩu vũ khí để thu ngoại tệ. Hiện nay, nhiều loại vũ khí của Việt Nam sản xuất có chất lượng tốt, phù hợp trang bị cho các nước nhỏ với ngân sách quốc phòng hạn chế. Việt Nam cũng đã từng bước thực hiện nhiều hợp đồng công nghiệp quốc phòng với các nước khác. Quan trọng hơn, vũ khí Make in Việt Nam giúp duy trì được đội ngũ kỹ sư, công nhân bậc cao, giàu kinh nghiệm, đồng thời giữ sức sống cho dây chuyền sản xuất, hạn chế phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Thứ ba, vũ khí nội địa được bộ đội tin dùng và góp ý ngược lại để ngày càng hoàn thiện. Trong thời chiến, sau khi rời khỏi nhà máy và đến tay người lính, vũ khí khí tài sẽ phải trải qua thử thách trên chiến trường, chỉ có lửa đạn chiến tranh mới là bài thử nghiệm tốt nhất. Trong thời bình, các sản phẩm cũng sẽ được thử thách trong các cuộc huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật để kiểm chứng tính năng trong môi trường sát thực tế chiến đấu, từ đó cũng phát hiện ra những khiếm khuyết, hạn chế để hoàn thiện hơn nữa trong tương lai. Thật tự hào khi vũ khí Make in Việt Nam đã được trang bị rộng rãi đến toàn quân, chứng minh được độ tin cậy, bền bỉ.
Những ý kiến đóng góp của bộ đội từ thực tiễn chiến trường bao giờ cũng là những ý kiến xác đáng nhất, là cơ sở quan trọng để hoàn thiện hơn nữa các loại vũ khí Make in Việt Nam. Không những vậy, sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng nước ta qua các sản phẩm vũ khí, khí tài Make in Việt Nam cũng đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh của khoa học Việt Nam, công nghiệp quốc gia của Việt Nam.